Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, Mining Simulator phần 2, cập nhật tiếp theo. Đột nhiên vào sáng ngày hôm nay nó cũng đã ra luôn rồi. Bắt đầu mình tưởng thời gian của nó là giống như những tựa game khác như là Pet 10, Anime Fighter, tức là khuya thứ 7 giờ Việt Nam, rạng sáng ngày Chủ nhật thì nó mới cập nhật. Có vẻ như tựa game này cập nhật sẽ sớm hơn một ngày, tức là Việt Nam mình sáng ngày thứ 7 sẽ cập nhật luôn. Rồi, thì cuối cùng chức năng quan trọng nhất, chức năng mà chúng ta mong muốn nhất, Trading đã xuất hiện. Và bên cạnh đó những nội dung mới, những hành tinh mới, những con pet mới. Hãy cùng khám phá trong video này nhé. Như bạn thấy góc bên phải của mình đã có cái nút Trading, bấm vô là trade thôi. Disable, Enable. Thoạt nhìn là nó không có điều kiện gì hết đúng không? Nhưng mà không các bạn, khi bạn là người mới đầu chơi game, mình sẽ không trade được. Và các bạn bấm vô, nó cho chúng ta một thông tin như vậy. Chúng ta phải đào, người chơi phải đào 5 triệu block. Có phải trên mình đang có là 931 triệu block này. Chúng ta cứ đào 5 triệu block thì nút trade sẽ được mở. Cũng như mình đào cao mới, mình vô cái chỗ này nó bị khóa. Chỗ này bây giờ nó lại kêu chúng ta cần 1 triệu block. Phía bên này thì nó cho chúng ta hai cái nơi Gem in Gen ha. Cái phần Gem in Gen này thì không có gì mới. Tất cả mọi thứ mình đã unlock mát rồi. Và đây, Space Travel, cái nơi các bạn thể truy cập qua hành tinh mới. Thì trước khi đó mình sẽ cho bạn coi những thay đổi ở trong cái khu vực này nha. Trong Rebirth Shop, game cho mình thêm một cái vũ khí mới. Nó tên là Cosmos Scepter. Dam là 1350, 650. Thì bạn thấy ở đây á, giá trị 16.250 gem. Nhưng sức mạnh nó không bằng Lightning Hammer của mình. Tại vì cái Lightning Hammer của mình đã in Gen Maximum rồi, cộng 12. Nhưng nếu cái này mà nâng cấp lên Engine 12 giống như là cây Lightning Hammer, chắc chắn sẽ mạnh hơn. Về việc mua cây này để cho video sau, do bạn thấy bây giờ cái Lightning Hammer của mình nó mạnh hơn rồi. Về bao lâu thì mình cũng sẽ có một cái nha, Newton Storage sức chứa là 5 triệu. Thay đổi thứ hai là trong tựa game này cập nhật chúng ta thêm một cái bảng xếp hạng. Top 1 bây giờ là 1 triệu nè, top 100 là 549.000, mình là 128.000 rồi. Top Rebirth bây giờ là 13.000 vào ngày cập nhật 2. Top 100 của mình là 2.765, trên là rất nhiều nha. Trên lệch nhau gấp 6 lần. Thay đổi tiếp theo là về những con feature pet. Chúng ta sẽ có Alien, Lich, Neon Abyss. Giá trị từ như vậy. Mình nghĩ là cái con Lich này với con Alien này chúng ta hãy kiếm được bên thế giới mới. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi qua bên vũ trụ mới nha. Hãy cùng sửa chữa tàu vũ trụ và du hành thời gian. À, du hành không gian. The Overworld, thế giới của chúng ta. Kế bên đó mình sẽ có thế giới thứ hai. Nó có một chữ upgrade. Các bạn phải đi đào những cái quặng ở bên cái Overworld. 2 tỷ tiền, 40 quặng Mithril, 40 file shark, 10 Grimmite và 5 Larima. Để tránh quên các bạn nhớ lock nó lại nha. Đào xong quặng rồi, bấm vô nó, lock nó lại. Do thường khi mà đào full ba lô á, ít người bấm survey lắm. Các bạn bấm sell, ha, bấm nút sell nè. Nếu các bạn không khóa cái quặng lại nó sẽ biến mất. Ok, 3, 2, 1, upgrade. Galaxy mới của mình tên là Cyber, Cyber Galaxy, teleport nha. Rồi, chào mừng các bạn đến với Cyber Galaxy. Thì bên đây mình sẽ có những vũ khí mới, một đơn vị tiền mới. Cái đơn vị tiền này nó tên là Cyber Token. Cũng như là trong cái phần index này sẽ có thêm là 4 cái trứng mới, Spy-S, Slam-S, Nebula-S và Cyborg-S. Trong 4 cái trứng này mình chỉ thấy là cái trứng cuối cùng Cyborg-S cho chúng ta một con bé Secret mà thôi. Còn bên trên mình có những bé Legendary. Còn cái trứng đầu tiên mình có con Epic là cao nhất, 6%. Cứ mỗi qua bên một Galaxy mới, mình phải kiếm một đơn vị tiền mới. Vấn đề này không có lạ ha, chơi từ game bet thì biết rồi. Chúng ta có Coin, Fantasy Coin, Tech Coin, Rainbow Coin. Game này cũng vậy thôi, Cyberstone. Cái máu nó là 5.000 nè. Cái máu này 5.000 nó tương đương gần bằng với cái layer cuối cùng ở bên Overworld. Khi người chơi tới tầm cái tiếp là 225, chúng ta sẽ khám phá được cái layer đất đầu tiên với một cái rương là Silver Chest. Ok, cái rương này cho mình 120.000 tiền, 120.000 Cyber Token. Ở đây mình sẽ unlock luôn những cái quặng của thế giới cũ nha. Bây giờ đâu có cần đâu. Ok, và mình sell luôn. Tiền đương nhiên là thế giới cũ rồi. Khu vực đầu tiên nó unlock cho mình một cái trứng Slam-S, 3 triệu tiền một trứng. Chắc là chúng ta sẽ mở cái trứng đầu tiên vậy. 250.000 tiền. Triple H. Mở những con bé thế giới mới thì nó sẽ cho chúng ta bonus tiền với cái đơn vị tiền là Cyber Token. Mình có được con 6% và con 32%. Ấy chết tôi rồi. Tôi bấm nhau Auto Delete. Oh man. Hèn chi tôi mở xong mà không thấy con bé đâu hết trơn á. Quên mất tiêu cái việc tắt Auto Delete. Tại vì hôm qua mình vẫn treo máy để mở con bé Secret đó các bạn. Ở đây mình phát hiện thêm một điều. Cái Rebirth chúng ta vẫn là Rebirth Coin. Nghĩa là cho dù các bạn qua những thế giới mới kiếm những con bé nó xịn sò hơn thì muốn cày Rebirth cũng phải quay trở về Overworld để Rebirth bằng Coin. 82 tỷ tiền nè. Mình sẽ có quặng Uranium 7.500 Cyber Token, quặng Lithium 15.000 Token. Những cái rương Treasure Chest bên khu vực này nó vẫn cho chúng ta tiền ha, 62 triệu Coin bình thường, chứ không thấy nó cho mình những cái Token. Mà quên mất tiêu mình có một cái vũ trụ Teleport mà. Đào chơi cực kỳ trời. Layer tiếp theo các bạn, Layer Cosmic.
ở khoảng tầm 649 block, 649 tip ha. Cái quặng mới nè, Osmium, 50.000 token. Các bạn thấy tầm quan trọng của teleport chưa? Khu vực này mình sẽ có một cái space jet, nó cho chúng ta 850.000, một cái trứng mới 12 triệu tiền. Rồi, tiếp tục ra bên ngoài nha. Đi xuống tiếp cho nó nhanh các bạn. Wow, đây chúng ta có một cái không gian rất lớn nè. Mà thôi, tranh thủ đi xuống đi. Và chúng ta đáp xuống. Ok, layer cuối cùng ở bên Galaxy này, Cybercore. Đấy, một cái quặng nè, Electronium 115.000. Khu vực này thì mình sẽ có một cái rương là Cyberjet. Ok, 9 triệu Cyber Token. Trứng mới là 32 triệu. Cái trứng này hơi mắc rồi, chưa có mở được. Mình nghĩ mình sẽ mở cái trứng giữa đi, Slamet. Mở thử coi, coi sức mạnh trung bình bao nhiêu. Được 4 con này. Nó vẫn như vậy nha các bạn. Sức mạnh nó vẫn cùi, nhưng mà nó cho chúng ta thêm một cái chỉ số mà là cực kỳ quan trọng ở trong thế giới này. Đó chính là nhân thêm Cyber Token. Nhưng mà tạm thời, để mà kiếm được những cái Cyber Token nhanh nhất, tắt nó xuống, tắt nó xuống, tắt nó xuống. Trang bị ra ha, trang bị ra, trang bị ra. Như vậy là bên thế giới này nó sẽ không ảnh hưởng bởi cái Rebirth rồi. Do Rebirth là coin multiplier mà các bạn. Vậy nên muốn kiếm những con bé mạnh hơn bên thế giới này, chúng ta phải có những con bé bên thế giới này. Ngon hơn nhiều nè, 36 triệu tiền. Mở một con bé của trứng cuối cùng xem. Cyber S, ok, mình có con bé 37%. Con này chúng ta nhân 50x Cyber Token. Ồ, tính ra cũng không có cùi lắm nha. Đây chỉ là một con bé cấp độ Unit. Đây, Unit. Nó so với lại con Unicorn là con Legendary kế cuối của cái trứng Crystal Cavern thì trên nhau không nhiều ha. Trứng cuối cùng ngon này. Ok, video đầu điểm tin như vậy thôi. Hãy cùng chờ đón những video tiếp theo để khám phá cái tựa game mining phần 2 này. Ấn tượng nhất là chức năng trading. Đào 5 triệu block thì mới có thể trade được. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.